lại với kênh VFootball, nơi cập nhật những thông tin bóng đá mới nhất, nhanh nhất trong 24 giờ qua. Và trước khi đến với nội dung chính, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Và sau đây là những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Cặp trung vệ mới Victor Lindelof và Luke Shaw quá hay. Arsenal, pháo thủ hụt hơi. Manchester United gia hạn thành công 5 năm với Garnacho. Cặp trung vệ mới Victor Lindelof và Luke Shaw quá hay. Bất đắc dĩ, Ten Hag mới phải kết hợp Victor Lindelof và Luke Shaw ở khu vực trung vệ. Nhưng cặp đôi này đang chơi tốt và còn có thể tốt hơn nữa nếu nhận được sự hỗ trợ hiệu quả từ hàng tiền vệ. Lần thứ hai trong vòng 5 ngày, Shaw và Lindelof đã cặp trung vệ với nhau tại hàng thủ của Man United. Màn ghép duyên tưởng như là gượng gạo của Ten Hag lại thu về kết quả tích cực. Ở trận đấu gặp Brighton tại bán kết cúp FA, Shaw và Lindelof giúp Man United giữ sạch lưới trong 120 phút. Còn trong trận hòa gần nhất với Tottenham 2-2, họ chỉ làm được điều đó trong 55 phút đầu. Nhưng cả hai bàn thua trước Tottenham Hotspur đều không có lỗi của cặp trung vệ. Ở bàn thua đầu tiên, Shaw và Lindelof đã lan xả kiểu bóng trước khi Pedro Porro tung ra cú sút trái phá từ khoảng cách 11m. Lỗi thuộc về Christian Eriksen, người đã can thiệp quá chậm. Còn bàn thua thứ hai xuất phát từ sai lầm kèm người của Tyrell Malacia, khiến Harry Kane tự do căng bóng vào trong. Ten Hag có nên tiếp tục sử dụng cặp trung vệ Victor Lindelof và Luke Shaw? Trước mắt, ông không có sự lựa chọn nào khác. Harry Maguire dính chấn thương ngực và ngay trở lại vẫn chưa xác định. Rafael Varane và Lisandro Martinez cũng chấn thương dài ngày. Chắc chắn Lindelof và Shaw sẽ tiếp tục đá cặp trung vệ ở trận đấu gặp Aston Villa vào chủ nhật này. Và không loại trừ khả năng họ còn phải tiếp tục cán áng hàng thủ ấy cho tới trận đấu cuối cùng của mùa giải gặp Man City ở chung kết Cúp UEFA ngày 3 tháng 6. Cho dù bắt buộc phải dùng Lindelof và Luke Shaw, Ten Hag vẫn không đến nỗi mất ngủ. Cả hai đều thể hiện được khả năng cầm bóng chắc chắn và kèm người rất rát ở hai trận đấu gặp Brighton và Tottenham. Shaw hạn chế về chiều cao nhưng có bộ óc phán đoán và lối chơi thông minh, một trong những hậu vệ người Anh khôn ngoan nhất. Victor Lindelof xông xáo, quyết liệt và dần khắc phục được điểm yếu tranh chấp tài đôi. Thắng 3 trong 3 lần không chiến trước Tottenham, phá bóng giải nguy 5 lần. Điều quan trọng là Victor Lindelof và Luke Shaw bọc lót cho nhau khá tốt, nhưng họ cần nhiều hơn sự hỗ trợ từ hàng tiền vệ. Ở hiệp 2 trận đấu gặp Tottenham, tuyến giữa của Man United xuống sức và pressing kém đi, khiến áp lực nặng nề dồn lên hàng phòng ngự. Dù sao, Lindelof và Luke Shaw chưa phải là những con ngáo ở hàng thủ để có thể sửa lỗi cho tuyến trên. Họ cần một hệ thống nhịp nhàng để làm tốt vai trò của mình. Vào cuối trận gặp Tottenham, Luke Shaw trong một pha dâng cao đã tạt bóng chuẩn xác cho Casemiro đánh đầu vào xa. Hồi tháng 10 năm ngoái, một pha bóng tương tự từ chân của Luke Shaw đã giúp Casemiro gỡ hòa một đều cho Man United vào phút cuối cùng trận đấu gặp Chelsea. Khả năng hỗ trợ tấn công của Luke Shaw là không phải nghi ngờ. Dù việc đá trung vệ sẽ hạn chế những pha dâng cao của kèo trắng như Anh, Shaw vẫn là một chuyên gia làm bóng rất cừ từ tuyến dưới. Manchester United sẽ phải dựa nhiều vào cặp trung vệ mới ghép Lindelof và Luke Shaw, và họ sẽ nhuần nhuyễn hơn sau mỗi trận đấu. Hãy tin là như thế, vì Ten Hag vào lúc này cũng không còn biết tin vào ai nữa. Arsenal pháo thủ hụt hơi. Từ chỗ dẫn đầu trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh Premier League 2022-2023 với lợi thế khá lớn, Arsenal đã bất ngờ xuống sức và tụt dốc so với đối thủ cạnh tranh là Man City. Có những thời điểm tưởng như các pháo thủ Arsenal sẽ có thể làm nên kỳ tích khi bỏ xa Man City tới 8 điểm và hướng tới chức vô địch Ngoại hạng Anh lần đầu tiên sau 20 năm. Mùa giải năm nay, Arsenal dưới thời của huấn luyện viên Mikel Arteta đã có những tiến bộ vượt bậc cả về lối chơi lẫn tinh thần chiến đấu. Họ là một trong những đội tấn công hay nhất nước Anh mùa này và cũng có một hàng phòng ngự đầy chắc chắn. Nhưng ở vào những thời điểm khó khăn, những trận đấu quan trọng để giành những điểm số quyết định thì họ lại trở nên mong manh, dễ đổ vỡ. Nếu như mọi năm, Arsenal thường sẽ bắt đầu sa sút từ tháng 2 hay tháng 3, thì mùa này họ đã vượt qua mọi chướng ngại vật và mang tới hy vọng cho các cổ động viên nhà. Nhưng rốt cuộc, pháo thủ vẫn không thể thoát được cái mác nhà trẻ khi gục ngã vào giai đoạn được xem là quan trọng nhất của mùa giải. Đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta có 3 trận hòa đáng tiếc lần lượt trước Liverpool, West Ham và Southampton. Nếu như ở 2 trận đấu đầu họ là đội ghi bàn dẫn trước 2-0 rồi bị gỡ hòa 2-2, thì ở trận đấu với The Saints, pháo thủ là đội phải rượt đuổi tỷ số và phải nhờ tới 2 bàn thắng ở những phút cuối của Martin Odegaard và Bukayo Saka mới có được trận hòa 3-3. Từ khoảng cách 8 điểm trên bảng xếp hạng, Arsenal bị Man City thua hẹp cách biệt xuống còn 5 điểm. Và nếu có thể đánh bại Man xanh, Arsenal sẽ đòi lại lợi thế dẫn điểm và cả lợi thế về mặt tinh thần. Nhưng họ đã gục ngã quá trong vánh ở trận chung kết tranh ngôi vô địch trên sân Etihad ở vòng 3-3 ngoài hạng Anh. Quả thực Man City quá mạnh, nhưng Arsenal đã hoàn toàn đánh mất mình ở giai đoạn quyết định của mùa giải. Thất bại trước chính đối thủ cạnh tranh khiến Arsenal giờ chỉ còn hơn Man City 2 điểm, trong khi đã đá nhiều hơn 2 trận. Hiện tại, Arsenal đang có 75 điểm sau 33 lượt trận, trong khi đội bóng nửa xanh thành Manchester có 73 điểm sau 31 vòng đấu. Ở vòng kế tiếp, Arsenal sẽ gặp Chelsea, trong khi Man City đối đầu với Fulham. Ngoài hạng Anh vẫn còn 5 vòng đấu nữa, nhưng việc Arsenal có thể giữ được tinh thần để chiến đấu và níu kéo cơ hội hay không là rất khó khăn. Nếu toàn thắng 5 trận đấu còn lại, pháo thủ sẽ có 90 điểm. Để lên ngôi, họ cần Man City thua ít nhất 2 trong số 7 trận đấu cuối mùa của đội bóng này. Thời điểm đó, The Citizen sẽ có tối đa 88 điểm.
Nhưng nếu nửa xanh thành Manchester thắng được 6 trận, họ chắc chắn sẽ lên ngôi. Quả thực, trận thua trước Man City đang đặt Arsenal vào tình thế khó khăn. Ở hành trình còn lại của mùa giải, pháo thủ còn phải chạm trán với Chelsea, Newcastle, Brighton, Nottingham Forest cùng Wolves. Phần lớn những câu lạc bộ trên đều thực sự khó khăn với thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta. Và nếu cứ đá như những trận đấu vừa qua, thì bất cứ đội bóng nào cũng có thể làm khó được Arsenal. Rất dễ để pháo thủ sẽ buông xuôi, nhất là sau trận thua bãi bàng trước Man City. Nếu điều đó xảy ra, đây quả là một kết cục đáng buồn sau rất nhiều những nỗ lực của pháo thủ. Truyền thông Anh bắt đầu nói về quyền tự quyết của Man City trong cuộc đua vô địch Premier League sau khi Arsenal thua trận ở vòng 33. Phong độ bất ổn vào tháng 2 và tháng 3 vừa qua khiến pháo thủ mất lợi thế. Quãng thời gian này đã phơi bày ra những điểm hạn chế lớn nhất của họ. Họ sẩy chân liên tục trước sức ép lớn tới từ đối thủ bám đuổi. Khi mọi thứ không đi đúng theo những tính toán, các cầu thủ Arsenal tỏ ra bối rối, không đủ sự điềm tĩnh để đưa mọi thứ về đúng quỹ đạo. Ba trận còn lại được chơi ở Emirates, Arsenal cũng gặp Chelsea, Brighton và Wolves. Cả Chelsea lẫn Brighton đều là những đối thủ khó chịu, trong khi Wolves cần điểm trong cuộc đua chủ hạng. Trong khi đó, thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta có hai trận làm khách trên sân của Newcastle và Nottingham Forest. Đây đều là những đối thủ chơi cực hay trên sân nhà và tiềm ẩn mối nguy hiểm cho các pháo thủ. Nhà đương kim vô địch nước Anh có thể lấy lại ngôi đầu nếu có thể giành được chiến thắng trong những trận đấu bù. Theo thống kê, trong 6 mùa vừa qua, Man City đã kết thúc mùa giải với phong độ gần như không ai có thể cản nổi. Lịch thi đấu của Man City có vẻ nhẹ hơn khi phải gặp Fulham, West Ham United, Leeds United, Everton, Chelsea, Brentford và Brighton ở 7 trận đấu còn lại. Trong số này, chỉ có Chelsea và Brighton được xem là có thể gây khó cho Man City. Những đối thủ còn lại đều bị đánh giá thấp hơn Man City và chủ yếu nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng. Ở giai đoạn cuối mùa giải, đây thường là lúc mà Man City chơi như lên đồng. Trong 6 mùa giải gần đây, dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola, Man City trong 10 vòng đấu cuối luôn thắng ít nhất là 7 trận. Mùa 2016-2017, họ chỉ thua 1, hòa 2. Đến mùa 2017-2018, họ thua 1, hòa 1. Còn mùa 2019-2020, họ thua 2. Mùa 2020-2021, họ thua 3 và mùa giải trước, họ hòa 3. Trong hai mùa 2018-2019 và 2021-2022, Man City đã khiến Liverpool trượt cúp chỉ với cách biệt nhỏ nhoi một điểm. Manchester United gia hạn thành công 5 năm với Alessandro Garnacho. Tối 28 tháng 4 giờ Hà Nội, Manchester United thông báo gia hạn hợp đồng thành công với tuyển thủ trẻ người Argentina. Manchester United vui mừng thông báo rằng Alessandro Garnacho đã gia hạn hợp đồng với đội bóng, kéo dài thời gian ở lại Old Trafford đến ngày 30 tháng 6 năm 2028. Nhà vô địch nước Anh 20 lần xác nhận trên trang web chính thức của mình. Alessandro Garnacho chia sẻ: "Khi mới gia nhập Manchester United, tôi đã mơ ước được ra mắt, chơi bóng ở Old Trafford, ghi bàn đầu tiên và giành những danh hiệu cao quý. Tôi tự hào khi trải qua những khoảnh khắc như vậy. Tôi đang phát triển mỗi ngày để giúp đội bóng thành công hơn." Theo Telegraph, cầu thủ 18 tuổi được tăng lương đáng kể. Trước khi ký hợp đồng mới, Garnacho nhận mức đãi ngộ 5.000 bảng mỗi tuần. Con số lúc này có thể chạm cột mốc 32.000 bảng mỗi tuần. Đây cũng là mức thu nhập mà không cầu thủ tuổi teen nào tại Old Trafford được hưởng khi lên đội 1. Cập bến Old Trafford vào mùa hè năm 2021 với mức phí chuyển nhượng chỉ 420.000 bảng, Garnacho đang chứng minh mình là một món hời. Tuyển thủ người Argentina ghi 4 bàn sau 29 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Quỷ Đỏ. Garnacho hiện được coi là báu vật của Manchester United và phát triển vượt bậc dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Ten Hag. Tháng 11 năm ngoái, tài năng trưởng thành từ lò đào tạo của Atlético Madrid được bầu chọn là cầu thủ hay nhất của Manchester United. Mang hai quốc tịch Argentina và Tây Ban Nha, Garnacho sinh ra và lớn lên tại xứ sở bò tót. Anh ăn tập tại lò đào tạo của Atlético Madrid và thật thú vị khi từng chơi cho đội U18 Tây Ban Nha và U20 Argentina. Cầu thủ trẻ này chỉ mới xỏ giày tập luyện trở lại sau khi dính chấn thương. Huấn luyện viên Erik ten Hag không muốn Garnacho lên tuyển dự U20 World Cup 2023. Giải đấu sẽ khởi tranh từ ngày 20 tháng 5. Trong khi đó, trận chung kết CUP 3 diễn ra vào ngày 3 tháng 6. Dĩ nhiên, nếu lựa chọn trở về phục vụ cho đội tuyển quốc gia, Garnacho sẽ không thể cùng Manchester United chạm trán Man City.